một cái gì đấy rất là gần gũi với cuộc sống. Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã rất là thích nhìn ngắm những đời sống ở thôn quê, từ hình con gà cho đến là cảnh ao bèo, cho đến những buổi tối đi ngắm đom đóm. Và những cái hình ảnh đấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mình. Một ít báo và một quyển sách cũ. Từ đó mình đã làm ra bức tranh xẻ dán đầu tiên là bức hoa cúc và được mọi người ủng hộ. Và bắt đầu từ đấy những bức tranh xẻ dán của mình đã ra đời. Cái công đoạn lớn nhất, mất thời gian nhất của mình chính là nuôi dưỡng cảm hứng. Thường thì có những bức tranh mình bắt đầu khi mà đã có sẵn cảm hứng. Ở trong đầu đã hình dung ra một cái bố cục nào đấy và cứ thế bắt tay làm. Nhưng cũng có những bức tranh là trong quá trình làm bức tranh này thì mình nhìn tìm thấy một cái mảng màu đẹp phù hợp với một cái bức tranh khác và lóe lên một ý tưởng trong đầu. Tôi đặc biệt yêu thích bức giấc mơ hoa. Tôi có một cái sự đồng cảm sâu sắc với bức tranh này, cảm giác như Kim Hồng đang tạo riêng một cái giấc mơ thiếu nữ của mình vậy. Và tôi cũng đã đặt hàng Hồng một bức tranh như thế để tặng cho con gái yêu của mình.